Thân chào quý bạn, hôm nay David sẽ dẫn quý bạn đi một cái virtual tour, đi coi một căn nhà thuộc thành phố Stanton. Thành phố Stanton là một trong những thành phố tương đối nhỏ trong quận Cam, Nam California. Thành phố này có khoảng chừng 60.000 cư dân và nằm bên cạnh những thành phố như là Gun Road. Gun Road thì rất là đông người Việt mình sinh sống. Stanton cũng bên cạnh những thành phố khác như là Anaheim. Anaheim khoảng 400.000 người. Buena Park thì nhiều cư dân Đại Hàn sống. Và cũng bên cạnh Cypress. Nói chung là nếu mà từ Stanton xuống lại khu người Việt thì cũng chỉ khoảng 10-12 phút lái xe thôi. Thì đây là một trong những căn nhà David sẽ coi. Giá căn nhà này đưa lên thị trường 595.000, hôm qua đã được giảm xuống thành 585.000, gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Diện tích trong nhà là khoảng chừng hơn 1.000 square feet nha. Mời quý vị theo dõi. Phía bên ngoài của căn nhà này thì là nằm trong một cul-de-sac, khu đường mà nó tương đối là đường không có thông qua, cho nên rất là ít xe cộ qua lại, cho nên yên tĩnh hơn. Đằng sau căn nhà này là có những căn nhà khác đang được xây dựng. Những căn nhà xây dựng phía sau thì tương đối nó lớn hơn nhiều nha. Họ thấy quý vị thấy nhà còn đang xây dựng, họ đang bọc lại phía ngoài trước khi họ bỏ xi măng lên phía ngoài nha. Mái của những căn nhà bên cạnh thì cũng là mái ngói. Những căn nhà bên cạnh David dự tính mỗi căn nó sẽ lớn hơn. Sẽ khoảng chừng theo cái này thì có thể là đến 2.700 3.000 square feet của mỗi căn. Ở đây David sẽ bắt đầu đi vô trong căn nhà. Vừa vô căn nhà thì quý vị thấy đó là cái phòng khách. Sàn nhà thì đã được bỏ gạch bông lên rồi. Ở đây có một phía cái phòng ăn nhỏ nhỏ. Nối tiếp vô trong nhà bếp. Đây là cái nhà bếp. Họ thiết kế cái nhà bếp này thì cũng hơi lạ hơn những căn nhà khác. Bếp này lại được treo ngay trong góc này. Phía bên này là một phòng ngủ. Trong phòng cũng là lắp đặt rồi, có hai tủ đựng quần áo. Đây là cái phòng phòng tắm, hai phòng tắm. Đó, cái phòng này là phòng master, bedroom, cái phòng ngủ chính. Và bên kia sẽ có thêm phòng ngủ và một cái phòng tắm nữa. Đây là phòng tắm thứ hai. Và đây là cái phòng ngủ thứ hai. Cửa vô cái phòng ngủ thứ ba. Cái phòng ngủ thứ ba này thì có thể nhìn nhận cái phần sân trước. Từ nhà bếp thì cũng có lối đi ra ngoài phía ngoài sân sau. Sân sau này cũng thuộc loại là vừa vừa thôi,
hơi nhỏ nha. Cái chiều sâu khoảng chừng 8-9 mét, và chiều rộng thì khoảng chừng 40 mét, 30-40 mét. Có cây chanh ở bên hông nhà đó, thì hàng xóm thì là một cái nhà rất là to đang được xây. Để đi qua phía bên này, quý vị thấy bên phía bên này là những căn nhà rất là lớn được xây phía bên hông nhà. Thì nói chung căn nhà này thì được đưa trên cái giá là dưới 600 ngàn. Thì dưới 600 ngàn hiện tại bây giờ của Cận Cam thì là tương đối giá nó rẻ. Nhưng mà có lẽ là cái tình trạng của cái nhà này nó thuộc cái loại, nếu mà quý vị để ý ở phía dưới cái foundation. Đây là foundation nha. Những cái này là những cái bề móng họ làm cao lên như này. Và căn nhà này đeo theo David, con mắt nhìn của David, thì có nghe có lẽ là nó thuộc cái dạng là nhà được tiền chế trước rồi, họ đã chế sản xuất từ chỗ nào đó xong rồi họ chở đến đây. Cho nên chính vì vậy cái cách mà họ chia phòng hoặc là làm mọi thứ nó đều rất là symmetric, coi như là hai bên cân bằng nhau. Thấy không, có cái sàn chính giữa xong mà chia hai bên. Cái này rất là cái nhà tiền chế rồi. Nói chung cái nhà tiền chế ở bên Mỹ thì không được giá bằng cái nhà, nó nói nhà họ xây ở trong khu vực đó, custom build. Chính vì lý do đó căn nhà này được đưa lên giá thị trường thấp hơn so với bình thường nhé. Rồi nếu mà quý bạn nào có thắc mắc về căn nhà này hoặc những căn nhà khác, hoặc có những câu hỏi về địa ốc, bất cứ điều kiện gì về địa ốc hay mượn nợ, mua bán, đầu tư địa ốc ở bên Mỹ, đặc biệt là California, cứ liên lạc David, David sẽ tham khảo cho. Cảm ơn quý bạn.